Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh Nhà Gấu Miền Tây nha. Các bạn ơi, các bạn có nhớ những cái bụi dâu tây của mình hôm trước không các bạn? Đây nè, để mình quay sơ một vòng cho các bạn xem nha. Đây, cây này đang ra trái nè các bạn. Có bị sâu hay sao? Các bạn thấy không? Thì cái bụi dâu tây này mình mua về được hình như là nó cũng tầm 3 tháng hay sao á. Các bạn coi nè, bây giờ nó phát triển rất là tốt thấy không? Khí hậu của mình là khí hậu nóng mà mình trồng được cây dâu này là rất là mừng luôn. Nè, bây giờ thì nó ra ngó rất là nhiều. Đây là cây con nè. Các bạn thấy không? Hầu như cây nào nó cũng ra con hết. Một lần trước là nó ra nhiều, mình sợ nó mất sức á, nên là mình có cắt bỏ hết một lần rồi. Bây giờ nó lên nữa. Lên rất là nhiều luôn. Rồi, bụi này cũng rất là tốt nè. Thì ngày hôm nay mình cũng rảnh rỗi với lại là mấy cái cây này nè các bạn. Nó ra rễ nhiều rồi, nên là hôm nay mình ra mình tỉa mấy cái lá cho nó. Rồi mình sẵn mình chiết mấy cái cây con để mình ra chậu mới ha các bạn. Rồi các bạn nào có hứng thú thì cùng làm với mình nha. Đầu tiên thì bây giờ mình đi mình tỉa mấy cái lá úng úng ở dưới hết nha các bạn, để mà cho mấy cái lá tơ nó lên nó phát triển. Lá úng dưới mình cắt hết. Các bạn thấy bụi dâu tốt nhìn đã không? Lúc mà mình mới mua về trồng á các bạn, thì mình chỉ nghĩ đơn giản là mình trồng thử thôi, chứ mình không nghĩ là cái khí hậu của mình mà nó lại tốt và nó phát triển được như vậy. Đây mình tỉa mấy cái lá con này ra luôn. Đây mình cũng hơi úng úng, hơi già rồi. Các bạn thấy không, cái bụi này nó có trái nè, nên là nhìn nó không có được lá nó không có xum xuê bằng nó bằng những cái cây kia, tại vì nó dồn hết dinh dưỡng vào trong cái này nó nuôi trái hết. Lúc đầu mình mua mình nghĩ là không có trồng được đâu, nên là mình chỉ mua được có 2, 4, 6 chậu. Bây giờ thì nó ra con nhiều rồi, bây giờ mình có thể mình chiết tầm tự trồng, mình không cần mới mua giống nữa. Đây các bạn, thì những cái chậu bây giờ mình đã tỉa hết lá hết rồi, tỉa hết cái lá úng hết rồi. Bây giờ mình tiến hành mình đi chuẩn bị mấy cái hũ nhỏ nhỏ, mấy cái chậu nhỏ nhỏ để mà mình chiết những cái cây con ra ha. Sẵn mình cho các bạn coi cái cây bạc hà của mình là các bạn nè. Bây giờ lúc mình mua nó nhỏ xíu, bây giờ nó cũng rất là tươi tốt nè. Đặc biệt một điều là mình mới biết luôn là ở dưới rễ của nó nè, nó đâm ra những cái tược rất là nhiều. Đây những cái cây con nè các bạn, bên đây cũng có nè, rất là nhiều luôn. Cái này cho mình để thơm nữa rồi cho nó lên lớn lớn tí xíu mình cũng chiết ra mình trồng ha. Mình tận dụng những cái hộp cháo của gấu ăn nè các bạn. Đây những cái hộp này nè, nhỏ nhỏ rất là vừa luôn. Đây mà rồi sau đó thì mình khoét những cái lỗ ở dưới để cho mà nó thoát nước. Rồi bây giờ cho phân vào để mình chiết thôi. Bên đây thì ba mình có làm sẵn một cái một chậu nhỏ nè để cho mình làm mẫu. Ba mình chỉ mình chiết chứ mình cũng không biết nữa, mình chiết nó chết queo hết. Bây giờ thì mình ra tay thôi. Đầu tiên bây giờ mình cho đất vào cái chậu này nha. Đây, mình cho đất vào cái chậu này nè các bạn. Sau đó thì mình cho cái cây dâu vào ở giữa. Cái chậu này nó ấy mà mình phải để bên đây.
sau đó thì các bạn mình dùng một cái cây kẽm như này nè, mình cắm nó xuống để cho nó cố định cái rễ của cái cây dâu này vô vô đất để cho nó không có bị bung lên đó các bạn đó. Sau cùng thì mình cho một ít chấu nằm xung quanh để giữ ẩm khi mình tưới. Đây nè, vậy là mình chiết được một cây rồi đó. Mình tiếp tục làm những cái các chậu còn lại nha. Cắm cái cây sắt vào ở giữa nha các bạn, cái kẽm đó. Sau cùng thì cho trấu vào. Một chậu mình chỉ để tầm 1-2-3 cái chồi thôi các bạn, còn mình cắt bớt để cho nó sống, để mình cho nó lên chồi nhiều quá nó sẽ bị mất sức cái cây. Cắt hết cái ngó này hết. Mình cũng ngắt luôn. Cái đợt này nó mập mình để dành lại ha. Mình làm thêm chậu này. Tiếp tục như vậy mình làm đến hết những cái phần cờ của mình nha. Đi tưới nước cho các bạn. Đây, mình tưới đường giọt thôi chứ mình không có dám tưới nhiều, sợ nó bị úng. Mình tưới luôn những cái cây lớn luôn. Các bạn có trồng dâu á, các bạn nhớ là những cái cây dâu của mình á, khi mà nó ra trái rồi á thì mình tưới, mình né cái trái với cái hoa của nó ra nha. Bây giờ mới phát hiện hình như cái cây cha mình chiết hồi nãy là cha mình bỏ phân nhiều hơn của mình, không biết là sao không. Tưới luôn cho những cây rau răm. Các bạn thấy không? Chưa hết mới tưới là trôi đất lên. Và bây giờ cuối cùng là sản phẩm của mình hồi nãy giờ nè các bạn, được nè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chậu con nè đó, rồi cộng thêm 6 chậu mẹ nữa. Hy vọng là sau này sẽ có nguyên một vườn dâu tây mini dễ thương ha.
Đây các bạn, cái bộ dâu này đây, nó là trái dễ thương không. Còn đây là hai cái hoa nè. Các bạn ơi, dâu tây của mình hồi nãy giờ mình cũng đã chiết xong rồi nè. Bạn nào mà có kỹ thuật trồng dâu tốt thì nhớ chia sẻ với mình với nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Nhớ nhấn đăng ký ủng hộ kênh của mình nha. Bye bye.